Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cái cách mà để kiểm tra xem thử máy tính nó có hỗ trợ cái chuẩn TPM hay không. Bởi vì là Microsoft khi mà tung ra phiên bản Windows 11 thì hãng này yêu cầu phải cập nhật phiên bản TPM 2.0 mới sử dụng được Windows 11. Và cái mục đích của Microsoft nhằm hỗ trợ cho người dùng nhiều cái tính năng bảo mật và giúp cho cái máy tính của bạn trở nên an toàn hơn. Vậy thì cái cách kiểm tra như thế nào? Bước 1 thì bạn vào bấm tổ hợp Windows R trên máy tính và gõ vào tbm.msc. Ở đây mình gõ rồi cho nên là mình không gõ lại nữa. Bước 2 mình ok thôi. Nó ra cái phần mềm là TPM Management. Và các bạn để ý cái chỗ mà TPM Manufacturer Information, các bạn chỉ cần quan tâm cái chỗ này thôi. Ở đây là máy mình đã bật sẵn TPM rồi và máy mình là cái máy mới. Máy mình sản xuất năm 2020 do đó là có hỗ trợ TPM 2.0. Các bạn chỉ cần để ý cái chỗ này thôi, TPM Information và Specification Version thôi. Chỉ cần để ý cái chỗ này là được. Còn đối với những cái máy mà chưa bật TPM hoặc là những cái máy mà không hỗ trợ TPM thì nó sẽ ra cái màn hình như thế này. Compatible TPM cannot be found. Và việc cần làm là phải bật TPM lên hoặc là mua một cái máy tính mới. Vậy thì mình đã hướng dẫn xong các bạn cách mà bật TPM lên để cài được cái Windows 11 trên máy tính. Vậy thì cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi và hẹn gặp các bạn ở video tiếp theo.